Ok, nay nay anh em mình nó in cái áo cho mình nè. Ồ, áo áo này áo đặc biệt nha. Ồ, nói chung á, mai mình làm sao cho cái image nó fit in cái đó đúng không em? Surprise bất ngờ của Mai ấy tặng cho mình. Wow. Wow, cảm ơn em. Oh man. Wow, áo quá đẹp. Chương cột ra hả? Wow. Yeah. Tuổi con rồng á. Ok, cảm ơn Mai.